Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Điển Tử Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hạnh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Điển Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận kênh Minh Điển Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là tử vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, thất quận Chi Dương, từ nay tới Tết âm lịch năm 2024, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, hóa hung thành cát, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trúng số bất ngờ, giàu sang hết phần thiên hạ. Chấn động, thầy tử vi tiên tri, tiết chính xác 100%, tuổi Đinh Mùi 1967, từ nay tới Tết 2024, số đỏ hơn son, tiền đến ầm ầm. Thưa quý cô bác Đinh Mùi kính mến, có đôi lời tâm sự như thế này, Minh Đường tử vi muốn 1967 Đinh Mùi cần phải nhớ, hãy thôi nghĩ về quá khứ, ngừng ngẫm về tương lai, bước đi ở hiện tại, nắm lấy từng khoảnh khắc, từng thời điểm, từng khả năng của mình có thể, ngay hôm nay. Cái gì Đinh Mùi đã mất, tự khắc nó sẽ bỗng về, vì đất trời bao la, tâm ta rộng nhất. Tâm bao dung, có thể chứa cả thiên hạ, cũng có thể chứa mọi tổn thương ngang dọc, mọi thất vọng thiệt hơn mà mình đã chất chứa năm vừa rồi. Đúng từ nay tới Tết 2024, bản mệnh Đinh Mùi sẽ nhận lại tất cả những gì mà họ đáng được nhận, những vinh hoa phú quý, giàu sang, bị tiểu nhân thị phi cản đường bấy lâu nay, thì cũng đến lúc tự thành về thân. Cô bác Đinh Mùi muốn biết cụ thể như thế nào, hãy để Minh Đường Tử Vi tiết lộ bí mật ngay dưới video sau. Thưa quý cô bác tuổi Đinh Mùi kính mến, vấn đề của Đinh Mùi là nhiều sự khó của cô bác phụ thuộc vào người khác chứ không phụ thuộc vào bản thân. Nên dù cô bác có cố và dù cô bác có muốn thì cũng đành để cho sự tùy duyên, tùy vào thiên ý. Thời gian trước, thời không thông, thế không thuận nên hoàn cảnh thường trêu ngươi thay vì hỗ trợ. Tuy nhiên thời gian tới sẽ thuận hòa dần lên, người sẽ giúp và thời sẽ thông trong giai đoạn này. Sẽ dễ thở dần đi, những dồn dập bủa vây, những tiểu nhân hãm hại sẽ dần giảm ảnh hưởng, bắt đầu có cơ hội gặp quý nhân. Một chút hanh thông cùng một chút thuận hòa, chính vì thế thì tiền bạc kéo đến cô bác cũng đỡ vất vả. Quý cô bác Đinh Mùi có biết không, có một câu chuyện như thế này rằng, trong một ngôi làng, có một đợt hạn hán, dân làng quyết định sẽ lập đàn tế lễ để cầu mưa. Hôm sau tất cả mọi người đều tập trung để làm lễ, duy nhất chỉ có một cậu bé mang theo ô và ủng đi mưa, đấy được gọi là niềm tin tuyệt đối. Minh Đường Tử Vi từng rất thích cái sự tự tin tuyệt đối của Đinh Mùi, tin vào bản thân, tin vào bản tâm, tin vào bản tính, tin rằng chỉ cần ta muốn ta sẽ làm được, chỉ cần ta thích ác vũ trụ sẽ vần xoay mà chung sức giúp ta một tay. Minh Đường Tử Vi từng rất thích cái sự ngông cuồng, cái sự thẳng thắn, cái sự luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh của con giáp này, mọi thứ có thể hơi lu mờ vì đời vùi dập chút ít. Nhưng Minh Đường Tử Vi biết, sâu ở bên trong một Đinh Mùi luôn có sự tự tin vào cái bất phàm của chính mình. Nên trong đoạn này thì hãy chăm chỉ hết sức, hãy nỗ lực hết mình, hãy tìm lại niềm tin rồi kiên tâm mà tiến bước. Đây là một đoạn quan trọng, một đoạn nhân hóa của cuộc đời cô bác, thành tâm thường hay được như bản thân cô bác mong muốn, nên xin cô bác hãy cố hết mình để có một đời bất hối, chảy nhiệt tình để có một sự thành tựu thăng hoa. Và hãy nhớ rằng trong cuộc đời của cô bác chưa bao giờ cô bác cố hết mình vì một điều gì cả, thì nay tại sao không thử dùng cái bất phàm ẩn chứa trời ban, sau đấy cố hết mình xây dựng một điều gì đó khiến bản thân mình lẫn người đời phải trầm trồ si mê. Bản mệnh phải trải qua một giai đoạn khá là khó khăn, nhưng xét trên phương diện tích cực, khó khăn sẽ giúp cho cô bác phát hiện ra điểm mạnh của bản thân. Thành tích gặt hái được sau khi vượt lên thử thách cũng sẽ khiến cho cô bác thấy tự hào hơn rất nhiều. Dưới tác động của cục diện tương phá, sự nghiệp của bản mệnh gặp phải khá nhiều khúc mắc do thường xuyên bị đồng nghiệp cạnh tranh, thậm chí bị kẻ xấu phá hoại, nội bộ lục đục cũng khiến cho công việc tiến triển không được suôn sẻ, đúng như mong muốn của cô bác. Đây chính là lúc cô bác cần dùng kinh nghiệm của mình để bình tĩnh, từ từ giải quyết từng việc hạn chế, gây mâu thuẫn với mọi người xung quanh.
Theo tử vi phương Đông, nam mạng Đinh Mùi có vận khí khá tốt, cả cuộc đời được vận may theo đuổi. Bắt đầu từ trung vận trở đi, thảnh thơi tận hưởng cuộc đời vinh hoa, sang giàu, con cái đủ đầy, gia đình hạnh phúc. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 85 tuổi đến 93 tuổi, nếu ăn ở hiền lành, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức, sẽ tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Nam mạng Đinh Mùi được hưởng gia đạo êm ấm, hạnh phúc. Từ nhỏ cơ danh của Đinh Mùi, nam mạng đã có phần sáng rõ, đến trung vận càng vững vàng, có thể đạt tới đỉnh cao. Sự nghiệp của nam mạng Đinh Mùi sẽ hoàn thành vào năm 36 tuổi và luôn phát triển không ngừng. Cũng từ đây mà của cải vật chất ngày càng nhiều, cuộc sống lúc nào cũng được sung túc dư giả. Để có cái nhìn tổng quát và đa chiều về vận mệnh của bản thân trong năm tới, mệnh chủ tuổi Đinh Mùi 1967 nên xem thật kỹ luận giải chi tiết lá số tử vi của bản mệnh trên nhiều phương diện dưới đây. Đối với nam mạng, về công danh sự nghiệp, mệnh chủ tuổi Đinh Mùi năm nay nhìn chung có phần thuận lợi, suôn sẻ. Quý ông năm nay gặp nhiều may mắn, người nam làm nghề kinh doanh sẽ đại phát thành công, thu hái nhiều hỷ lộc, công việc của mệnh chủ sẽ có nhiều rộng mở, phát đạt, thành tài. Tuy nhiên, trong năm nay, không nên thay đổi công việc làm ăn, tốt nhất là tự thân cố gắng, không nên dựa vào người khác tránh tổn thất không nên có. Tử vi từ nay tới Tết 2024, nam mạng tuổi Mùi, mệnh chủ tuổi Đinh Mùi 1967 trong cuối năm 2023, có nhiều cơ hội thu về hỷ lộc, tiền bạc dồi dào, kim ngân rủng rỉnh, đặc biệt, nếu mệnh chủ đang làm ăn xa, có khả năng đem về rất nhiều lộc, kinh tế phát đạt, vững chắc. Nam Đinh Mùi 1967 là người luôn coi trọng tình cảm gia đình, do vậy mệnh chủ luôn biết cách vun vén chăm lo cho cuộc sống chung với các thành viên. Cũng từ đó mà năm 2023, hòa khí gia đình luôn êm ấm, hạnh phúc, dù có xảy ra mâu thuẫn cãi vã, nhưng đều có thể hóa giải bằng sự thấu hiểu và lòng bao dung. Mệnh chủ tuổi Đinh Mùi 1967 nam mạng, từ nay đến Tết 2024, cần chú ý giữ gìn sức khỏe thật tốt. Tốt nhất là nên tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, vận động nhẹ nhàng, điều độ, nếu không may mắc đau ốm, bệnh tật, hãy thuốc than đầy đủ, thành tâm niệm Phật, dùng phước đức thiện lành để tâm được thanh tịnh, sức khỏe ắt sẽ phục hồi. Mệnh chủ tuổi Đinh Mùi 1967, giai đoạn cuối năm 2023, không phạm hạn thái tuế. Trong năm 2023, gia chủ cũng không phạm vào đại kỵ tam tai. Người nam tuổi Mùi 1967 không phạm vào kim lâu trong năm nay. Gia chủ tuổi Đinh Mùi 1967 trong năm 2023 sẽ phạm hoang ốc, lục hoang ốc, mệnh chủ nên cẩn trọng với các mối quan hệ, đề phòng tiểu nhân lợi dụng, hãm hại. Xét thấy năm 2023, mệnh chủ có thể tiến hành xây cất nhà cửa nếu đã có kế hoạch và dự định từ trước. Tuy nhiên, do nam mệnh phạm hoang ốc, để an tâm hơn, nam Đinh Mùi có thể mượn tuổi người đẹp hơn để tiến hành xây dựng. Riêng với nữ mạng, xét về công danh sự nghiệp, từ nay tới Tết 2024, quý bà tuổi Đinh Mùi 1967 có phúc tinh chiếu mệnh, mang lại nhiều may mắn và suôn sẻ trong công việc, có cơ hội phát triển công việc làm ăn, mở rộng nhiều mối quan hệ hợp tác, giúp dễ dàng sinh tài trong năm tới. Đặc biệt, nếu mệnh chủ đã và đang làm công việc kinh doanh, năm nay sẽ rất thuận lợi cho việc buôn bán làm ăn, giúp gia chủ thu về nhiều hỷ lộc, nhìn chung công việc làm ăn khá tốt, nên vấn đề kinh tế luôn được đảm bảo, có đủ đồng ra đồng vào, thậm chí dư giả, có dành dụm lại cho sau này, nhờ đó nữ mệnh Đinh Mùi có thể tạo nên móng tài chính vững chắc lúc về già. Sẽ thấy năm nay chính là cơ hội lớn để mệnh chủ thu về nhiều tài lộc, để củng cố và nâng cấp thêm chất lượng đời sống. Do vậy mệnh chủ nên biết cách nắm bắt cơ hội để tạo nên thành quả ngoài sức mong đợi. Về phương diện gia đạo, tình duyên, trong cuối năm 2023, mệnh chủ tuổi Đinh Mùi đảm bảo cuộc sống gia đình vui vẻ, êm ấm, hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Các thành viên trong gia đình có phần tương trợ nhau trong công việc, giúp đỡ nhau về tài chính, không khí gia đình luôn đầm ấm, an yên. Nhận thấy, mệnh chủ ở tuổi này rất trân quý tình cảm gia đình và sự hòa hợp giữa các thành viên, do vậy luôn biết cách vun đắp và tương hợp cho nhiều mối quan hệ. Mệnh chủ cũng là người hóa giải mọi hiểu lầm, mọi mâu thuẫn nếu có xảy ra trong gia đình mình, đó cũng chính là lý do gia chủ luôn được người thân yêu mến và kính phục. Trong thời gian từ nay tới Tết 2024, nữ mệnh tuổi Đinh Mùi 1967 có sức khỏe khá tốt, tuy nhiên vẫn cần cẩn thận trong việc bảo vệ mình, tránh khỏi những sự cố liên quan đến chân tay. Dù nặng hay nhẹ, cố gắng vệ sinh và tập luyện những bài tập về mắt, đề phòng những tật liên quan đến mắt trong năm nay. Thế nhưng mệnh chủ cũng không cần quá lo lắng, hãy hóa giải vận hạn sức khỏe,
bằng chính lòng từ tâm hướng thiện của mình, sống lương thiện, hiền đức, mong cầu ơn trên đỡ đần bệnh tật, sống lạc quan yêu đời, hướng đến những giá trị tích cực, ắt điều tốt lành sẽ đến. Mệnh chủ tuổi Đinh Mùi 1967, trong năm 2023, không phạm hạn thái tuế. Trong năm 2023, gia chủ cũng không phạm vào đại kỵ tam tai, do vậy không cần quá lo lắng. Gia chủ tuổi Mùi 1967 cũng không phạm hạn kim lâu, người nữ Đinh Mùi 1967 sẽ phạm hoang ốc, trong năm 2023 là lục hoang ốc. Thưa quý cô bác tuổi Đinh Mùi 1967 kính mến, sống tới từng này tuổi rồi, nhưng quý cô bác đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự sâu bên trong con người mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé! Trong công việc, người tuổi Đinh Mùi thường làm việc kín kẻ, trung thực, công tư phân minh, có khả năng sáng tạo cao, đồng thời giàu tham vọng thăng tiến, họ thích tham gia các đoàn thể, thể hiện lòng chính nghĩa, kiên định với những gì mình cho là đúng đắn, ghét bị thúc giục trong công việc, nhờ trí tuệ vượt trội, tầm nhìn xa, tính tình ôn hòa. Nên người tuổi Đinh Mùi dễ thuyết phục được người khác, khiến họ tâm phục khẩu phục. Nếu người tuổi Đinh Mùi tập trung vào công việc thì dễ gặt hái thành công, một tay gây dựng được cơ đồ. Tuổi này phù hợp với những công việc đòi hỏi phải suy ngẫm tỉ mỉ, thấu hiểu tâm lý người khác và mang tính chất tích cực, lạc quan như nghệ sĩ, diễn viên, nhà văn, nhà triết học, chuyên gia tâm lý. Bên cạnh đó, người tuổi Đinh Mùi ưa thích phong cách lịch thiệp, yêu thiên nhiên và du lịch đó đây. Trong vấn đề tình cảm, do là những người giàu lòng trắc ẩn nên họ dễ cảm thông với người khác, họ thích làm theo ý mình, nhưng nếu gặp mâu thuẫn thì nhiều khi cũng sẵn sàng nhường nhịn để gia đình hòa thuận. Trong tình yêu, tuổi Đinh Mùi có thể hy sinh lợi ích cá nhân để mang đến hạnh phúc cho đối phương. Với những ưu điểm trong tính cách, phần đa người tử Đinh Mùi có một cuộc đời an nhàn, tuy nhiên họ cũng có một số nhược điểm như nội tâm phong phú, đa cảm nên dễ bị tổn thương, thích giải quyết khó khăn một mình nên đôi khi rơi vào trạng thái bế tắc. Trong công việc, người tuổi Đinh Mùi phần lớn chăm chỉ, thông minh, tài trí hơn người và khả năng phân tích nhạy bén, bởi vậy họ thường được sếp và đồng nghiệp yêu quý. Nếu làm lãnh đạo, người tuổi Mùi thường thiếu đi sự quyết đoán mới mẻ nên không dễ thành công, cần hợp tác với những người táo bạo hơn thì mới có thể phát triển sự nghiệp rực rỡ. Nhìn chung tính cách của người tuổi Đinh Mùi thích ổn định, họ không khó khăn về kinh tế nhưng cũng ít khi trở thành người giàu có, tỷ phú. Trong cuộc sống hôn nhân, người tuổi Mùi cũng thích được bạn đời quan tâm, đồng thời chính họ cũng là người giữ lửa gia đình. Với tính cách hiền dịu nhẫn nại, bởi vậy hôn nhân của người tuổi Mùi ít khi gặp sóng gió. Tam hợp, nhị hợp tuổi Đinh Mùi 1967 là những tuổi nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu nhé! Người tuổi Mùi sẽ thuộc nhóm tam hợp, Hợi, Mão, Mùi. Nhóm tam hợp này đại diện cho nhóm ngoại giao và sở hữu những điểm mạnh như có tài trong ăn nói, khéo léo khi ứng xử, giao tiếp, sống rất tình cảm, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh, có khả năng sáng tạo cao, có thể thích ứng nhanh chóng với mọi môi trường, luôn nỗ lực cống hiến hết mình, siêng năng trong công việc. Mặc dù có nhiều điểm chung, nhưng mỗi con giáp thuộc nhóm tam hợp này sẽ có những ưu thế riêng, hỗ trợ con giáp còn lại, chẳng hạn như tuổi Hợi chăm chỉ, cần cù, muốn thành công nhanh nhất, cần nhờ đến sự nhanh nhẹn, tinh tế và cẩn thận của tuổi Mão, Mùi. Ngược lại tuổi Mùi, tuổi Mão phải học tập sự cần cù chăm chỉ của tuổi Hợi. Nhị hợp của tuổi Mùi là tuổi Ngọ, hỏa của tuổi Ngọ, sinh ra kim của tuổi Mùi và ngược lại. Một khi hai con giáp này đi chung với nhau thì sẽ được gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống, họ sẽ hỗ trợ nhau trong công việc. Bên cạnh đó, dựa vào sự hợp tác này, cặp đôi này sẽ gặt hái được nhiều thành công và hành thông trong con đường tài lộc. Trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Đinh Mùi 1967 gồm có 1 tháng bình ổn, 2 tháng may mắn phát tài nhất là tháng cuối cùng năm 2023. Tử vi tháng 10 âm 2023. Tử vi tháng 10 2023 âm lịch, nhiều tín hiệu tốt, gặp dữ hóa lành, cục diện tháng mới có nhiều khởi sắc, là một tín hiệu tốt với người tuổi Đinh Mùi ở thời điểm cận kề cuối năm này. Bản mệnh có tam hợp che chở, tuy vẫn còn tiềm ẩn một vài khó khăn, nhưng nhìn chung gặp dữ hóa lành, mọi vấn đề đều sẽ tìm ra cách giải quyết hợp lý. Tháng 10 năm 2023 âm lịch này, sự nghiệp của những chú dê có những bước tiến triển cực kỳ rõ rệt, công danh trên đà thăng tiến, hứa hẹn mức lực thưởng cũng sẽ tăng lên theo, bạn làm việc hiệu quả, có thái độ tích cực nên không khó để được lãnh đạo công nhận và đánh giá cao. Một số người có thể được cử đi công tác hoặc nhận các dự án quan trọng, thay mặt cấp trên đứng ra tổ chức sự kiện lớn. Về tài lộc, tháng này tuổi Đinh Mùi cũng không lo thiếu tiền, tài lộc dồi dào,
Dù là chính tài hay thiên tài, việc đầu tư quản lý tài chính hay tiêu dùng đều được bạn kiểm soát tốt, đưa ra những quyết định sáng suốt. Người làm kinh doanh dựa vào nhân duyên tốt mà tiêu thụ hàng hóa nhanh chóng, lợi nhuận tăng vọt. Trên phương diện tình cảm, những người độc thân hứa hẹn sẽ gặp được mối lương duyên trong tháng này, nhanh chóng thoát khỏi tình trạng lẻ bóng hiện tại. Trong khi đó, người đã có đôi cũng trải qua khoảng thời gian ngọt ngào và lãng mạn trong suốt cả tháng. Mối quan hệ của bạn và người ấy cũng trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết sau tất cả những thử thách mà hai bạn có với nhau. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, tuổi Đinh Mùi có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe, tuy không quá đáng ngại, nhưng lâu dài vẫn tác động xấu tới cơ thể bạn, có việc bận rộn và căng thẳng, có thể gây tổn hại cho cơ thể và tâm trí, vì vậy cần nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý. Tử vi tháng 11 năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, Đinh Mùi có tiền nhưng tránh lãng phí, tương lai còn khó khăn. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, cần mạnh mẽ hơn để có thể xóa tan những cảm xúc tiêu cực đang vây lấy mình, tốt hơn hết là dẹp hết những suy nghĩ trong đầu để tập trung hoàn thành từng nhiệm vụ đang có. Ảnh hưởng của tương hại không nhỏ, nên việc bạn lên kế hoạch từ trước nhưng trong tháng này khó có cơ hội để hoàn thành. Thế nhưng, hãy biết hài lòng rằng bạn đã đi khá xa so với vạch xuất phát ban đầu, bạn cũng đã tạo ra nhiều điểm khác biệt cho cuộc sống của mình. Lời khuyên cho con giáp tuổi Đinh Mùi trong tháng này đó là không nên kiêu ngạo và cũng không nên quá nhiệt tình vì ảnh hưởng của thiên hình, khiến bạn khó giữ được lời hứa, làm hay sai, càng cố thể hiện với mọi người thì càng dễ bị rơi vào tình huống xấu hổ. Bản mệnh còn phải cố gắng phấn đấu rất nhiều, tuy nhiên bản mệnh dù chăm chỉ, thông minh nhưng không khéo léo nên không được lòng nhiều người, chính vì thế mà chưa được đánh giá cao trong công việc. Ảnh hưởng của tiểu hao khiến con giáp tuổi Đinh Mùi dễ làm thất thoát tiền bạc trong tháng mới, bạn không nên dùng tiền mua sắm để tô vẽ cho bề ngoài vì không ai quá quan tâm tới điều đó, trong khi tiền bạc của bạn lại cứ vơi dần theo thời gian. Ngũ hành xung khắc khiến tình cảm dễ bị rạn nứt, nhất là khi tuổi Đinh Mùi đang quá bận rộn trong việc xử lý các rắc rối trong công việc, nên bạn ít dành thời gian để cải thiện mối quan hệ của mình. Nếu đối phương không biết thông cảm mà còn hay trách cứ, thì càng gia tăng căng thẳng và khoảng cách giữa hai người. Tử vi tháng 12 năm 2023. Tử vi tuổi Đinh Mùi tháng 12 năm 2023 âm lịch, khó khăn chồng chất nhưng có thu nhập đáng kể. Tử vi sự nghiệp. Theo dõi vận trình sự nghiệp tuổi Đinh Mùi trong tháng Chạp năm Quý Mão, con giáp này sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc, Mùi Sửu tương xung, có nhiều khúc mắc trở ngại, khiến bạn không dễ dàng để vượt qua, công việc nhiều, thời gian lại chẳng chờ đợi ai, con giáp này cố gắng hết sức mình cũng khó lòng hoàn thành được hết công việc được giao. Thiên hình hung tinh chiếu mệnh, con giáp này có thể sẽ bị lún cuốn quá mức mà hành sự bất cẩn, nhẹ thì bị khiển trách, nặng hơn, nghiêm trọng hơn thì thậm chí gây ra họa lớn, có thể dính líu tới pháp luật. Mệnh chủ đôi khi cảm thấy kiệt sức khi guồng quay công việc chẳng lúc nào ngừng, dường như mọi thứ đều không được như ý, trở lực quá nhiều, ngăn trở con giáp này đi đến thành công. Hãy bình tĩnh, nghỉ ngơi khi có thể rồi tiếp tục chiến đấu, khi cơ thể đã kiệt quệ, đầu óc đã tối tăm thì khó có thể sáng suốt mà giải quyết công việc. Tử vi tài lộc. Theo dõi tử vi hàng tháng, người tuổi Đinh Mùi tài lộc vượng, thực thân chỉ lối dẫn đường, nên may mắn theo chân con giáp này đến bất cứ nơi đâu. Con giáp này có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính, lại thêm nhiều khoản thu phụ, nào là tiền thưởng, tiền hoa hồng, túi tiền luôn rủng rỉnh. Đặc biệt, đây là tháng làm ăn buôn bán tốt, nếu con giáp này có cơ hội thì hãy mạnh tay đầu tư kinh doanh, hãy nghiên cứu để nắm bắt thị trường, đón đầu xu hướng, chuyện thắng lớn không quá xa vời, mặc dù trong tháng 12 âm lịch này có đại hao hung tinh chiếu mệnh nhưng lại ứng với điểm mua sắm. Con giáp này tiền bạc dữ dội nên có sắm Tết mạnh tay chút cũng không vấn đề gì, có thể thoải mái chi tiêu mà không phải suy nghĩ. Tử vi tình duyên. Nguyệt lệnh lâm đất quan đới, xem tử vi tình duyên tuổi Đinh Mùi tháng 12 năm 2023 âm lịch, con giáp này đang quá mù quáng vì chuyện tình cảm, bản mệnh để cho cảm xúc lên cao quá đà, dễ nghi ngờ hiểu lầm đối phương, các cặp đôi thường xuyên lâm trong cảnh giận hờn, thời gian để quan tâm chăm sóc nhau cũng chẳng còn nhiều nữa. Ở vị trí chính đông trong nhà, tháng này bản mệnh nên hạn chế để đồ điện tử, đồ kim loại quá nhiều ở đây, có thể sẽ dễ gây ra mâu thuẫn, vợ chồng dễ cảm thấy mỏi mệt. Khi phải lo toan đủ chuyện, chuẩn bị cho lễ Tết mà còn bị đối phương trách móc, phủi sạch những cố gắng của mình, có thể vì bất mãn mà sẽ có những lời nói khiến cho đối phương tổn thương. Tử vi sức khỏe. Xét về phương diện sức khỏe tuổi Đinh Mùi không có nhiều vấn đề cần lo lắng, tuy nhiên do khối lượng công việc lớn,
nên bản mệnh không có đủ thời gian nghỉ ngơi, dễ dẫn đến suy nhược cơ thể, lưu ý giải quyết vấn đề này là ổn. Trong tháng, có hung tinh thiên hình chiếu mệnh, thể hiện điềm báo về hình thương, tai vạ, bản mệnh nên thận trọng, cẩn thận khi làm việc, nhất là khi làm những việc có tính mạo hiểm, để tránh tai nạn. Vâng, kính thưa quý cô bác, Phật dạy về tha thứ, buông bỏ, từ bi hỷ xả thì nắm được cả tương lai. 1. Không cần quan tâm ai nói xấu mình sau lưng. Làm tốt đến đâu cũng sẽ có người không hài lòng với bạn, sao không đi con đường của mình, mặc kệ người khác nói, làm người thì không cần phải so đo từng ly từng tí. Bạn cũng không nên quan tâm quá nhiều đến lỗi lầm của người khác, bởi nếu làm như thế thì bạn sẽ bị ràng buộc bởi sự ghen ghét đố kỵ. Những con đường của cuộc sống là khác nhau và mọi người đều có quỹ đạo của riêng mình, không ai có cuộc đời giống ai, nên bạn hãy ngưng bận tâm người khác nghĩ gì về mình, xem nhẹ mọi thứ, buông bỏ mọi thứ, bỏ qua lỗi lầm của người khác, tha thứ cho người khác, chính là đối xử tử tế với chính mình, giải thoát tâm hồn và sống một ngày hạnh phúc. Nếu bạn ước phần đời còn lại của mình được vui vẻ, hạnh phúc và vô tư, thì nên từ bi hỷ xả, hoan hỷ với lỗi lầm của người khác. Nghiệp của ai người đó gánh, họ nói xấu bạn thì họ lãnh hậu quả, bạn cứ sống tử tế là được, đừng sân si oán hận. Lời Phật dạy về tha thứ, nói rằng trong cuộc sống, khi mọi việc không như ý muốn, đừng bất mãn và oán giận, cũng không cần phải đắn đo. Bạn phải đối mặt với cả tốt và xấu, sống mà yên bình quá thì rất tẻ nhạt. Bạn có biết tại sao bạn tha thứ được không? Là vì bạn dần trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức có thể tự chữa lành những tổn thương mà bạn đã phải gánh chịu. Bạn mạnh mẽ đến mức có thể buông bỏ những người đã làm tổn thương mình. 2. Trên đời này không có gì là hoàn hảo. Trên đời này không có gì là hoàn hảo và cũng không có con người hoàn hảo. Ai cũng có sai lầm, đừng cố chấp về mọi thứ, cố gắng bao dung cho khiếm khuyết. Mỗi người trong chúng ta, ắt hẳn ai cũng từng phạm sai lầm. Cuộc sống không hoàn hảo và có luôn vẻ đẹp trong những thiếu sót. Đời người chúng ta chỉ sống có một lần, cả đời còn lại rất đắt. Xin đừng lãng phí thời gian và công sức vì những điều tồi tệ và đừng vướng bận. Trong cuộc sống, không cần cầu toàn, không cần hoàn mỹ, không cần hưởng thụ mọi thú vui, không cần làm mọi việc có chừng mực. Đây chính là một loại khoan dung cho người khác và đó cũng là sự chậm trễ cho chính bạn. Trên con đường phía trước của cuộc đời, chúng ta phải hiểu rằng không phải câu chuyện nào cũng có một kết thúc có hậu và không phải ai cũng có thể tốt đẹp như hồi ta mới gặp. Luôn có một số người và một số việc mà bạn phải đối mặt, bạn phải làm quen với những cuộc chia tay đột ngột, không lời từ biệt, đừng tức giận vì lỗi lầm của đối phương. Suy cho cùng thì cũng có khi đối phương đã quên, còn bạn vẫn đau khổ, dằn vặt bản thân, tại sao phải làm khổ mình thế? Có ai là hoàn hảo đâu, nếu cảm thấy không chấp nhận được khuyết điểm của nhau, không thể hòa hợp thì giải thoát cho nhau có sao đâu. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thật ra bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên, địa, quỷ, thần, những người tu luyện được giáo lý trên, rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng. Vâng, cảm ơn quý cô bác đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình của Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý cô bác cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tự vân lai. Đừng quên đăng ký kênh và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.